Ngọn lửa lớn đã nhấn chìm ít nhất một bể chứa dầu ở thành phố Sevastopol, nơi đóng quân của hạm đội Biển Đen của Nga trên bán đảo Crimea. Sáng ngày 29 tháng 4, theo giờ địa phương, Thống đốc Sevastopol Mikhail Ravohayev cho biết tất cả các cơ quan an ninh và cứu hộ đều có mặt tại hiện trường, khu vực đám cháy rộng khoảng 1.000 m². Theo ông Ravohayev, đây có thể là một vụ tấn công bằng UAV. Nhiều video được các nhân chứng chia sẻ cho thấy ngọn lửa lớn thắp sáng bầu trời đêm, nhưng hiện chưa có thông tin về thương vong. Các nhà chức trách kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh khi lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa. Đầu tuần này, Sevastopol bị hai tàu mặt nước không người lái tấn công, một chiếc đã bị lực lượng Nga phá hủy, trong khi chiếc còn lại tự phát nổ ở bên ngoài bến cảng, không có cơ sở nào ở Sevastopol bị thiệt hại. Nằm trên bờ biển phía tây nam bán đảo Crimea, khu vực đã sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu ý dân vào năm 2014, Sevastopol là nơi đóng quân của hạm đội Biển Đen của Nga. Thành phố cảng chiến lược này đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Nga đổ lỗi các cuộc tấn công này cho Ukraine, quốc gia coi Crimea là một phần lãnh thổ không thể tách rời và đang bị Nga tạm thời chiếm đóng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần tuyên bố sẽ chiếm lại bán đảo này bằng mọi cách cần thiết.